chào tất cả quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Trường Lý nhé. Hôm nay tôi lại đưa các bạn đi vào một cái làng Tày. Làng Tày này thuộc ở địa bàn của thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang nhé các bạn nhé. Ở làng này rất là đẹp các bạn ạ. Đa số là nhà sàn là nhiều thôi. Và ở làng này thì có một cái điều rất là đặc biệt, đó là một cái khe suối này ở giữa làng luôn. Rất là đẹp nhé các bạn nhé. Hai bên là ruộng nương của bà con. Và ở các cái chân núi ấy, thì có rất là nhiều nhà sàn. Tí tôi sẽ đưa các bạn đi vào bên phía bên trong kia thì mới thấy được các cái nhà sàn ở bên dưới các cái chân núi, nhìn nó rất là đẹp và thơ mộng nha các bạn nhé. Rồi bây giờ tôi sẽ đưa các bạn vào trong làng chơi nhé. Rồi mời các bạn đi cùng tôi nhé. Đây, trước mặt tôi đây thì có một cái khu toàn ruộng bậc thang thôi các bạn ạ, đẹp lắm. Bây giờ chúng ta đi vào phía trong, đây, phía bên trong có rất nhiều nhà sàn luôn. Thấy không? Cái con đường này thì nằm ngay cạnh bờ suối, hai bên bờ suối đều có đường, không khí rất là trong lành và mát mẻ nha các bạn nhé. Bây giờ là buổi chiều rồi, đã có những cái làn khói ở trên những cái nóc nhà này các bạn ạ. Đấy, rất là đẹp luôn. Chiều rồi, bây giờ là vào khoảng 4 giờ chiều các bạn ạ. Đấy, đây là nhà sàn bê tông này các bạn ạ. Vào phía bên trong này chúng ta sẽ thấy được cảnh làng nó rộng và đẹp. Đây là bờ suối nha các bạn nha. Đây, bờ suối sơn thủy hữu tình, đây có các cái cây bối này. Vối rất là to, vối cổ thụ ấy các bạn. Cho các bạn xem một chút lá vối này. Đấy. Các bạn ở Hà Nội hay đi uống trà đá, trà lá vối là chính là cái cây này đây các bạn ạ. Đây rất là to và khủng luôn. Đây, ngoài toàn cây to thôi, đây là cây vối này. To lắm rồi. Đây ở trong đây có rất là nhiều nhà sàn đây ạ. Wow, đây có một công trình rất là đẹp. Đây có một cái công trình cổ bỏ hoang rất là đẹp. Bây giờ tôi đã đến trung tâm làng rồi. Và bây giờ tôi sẽ cho các bạn chiêm ngưỡng một cái nhà cổ nhé. Đằng sau tôi thì có một cái nhà cổ, nhà từ thời xưa rồi. Đây là có thể là nói là nhà có điều kiện mới xây được nhà. Tuy nhiên nhà này bây giờ là đang bị bỏ hoang các bạn ạ. Không biết là chủ đi đâu rồi. Nhà này rất là lâu đời rồi. Ngày xưa xây toàn bằng đá ở suối thôi các bạn ạ. Không có gạch nha các bạn nhé. Đấy. Đây này, toàn bằng đá thôi. Rất là đẹp. Đó. Các bạn ạ. Đấy. Ở trên thì lợp bằng ngói âm dương nha các bạn nhé. Đấy.
Toàn bộ nhà này là xây bằng đá nha các bạn nhé. Như về sau này cũng có một ít gạch nhỉ. Gạch ít lắm. Đấy. Còn đâu là toàn là đá suối thôi. Đấy, xây rất là kiên cố này. Đấy, tường nó phải vào khoảng 70 cm. Tôi thử đo bằng gang xem nhé. Đây này. Chỗ này. Đây, chỗ này là chỗ to nhất. Một gang này, hai gang này, ba gang rưỡi. Như vậy là nó phải vào 70 cm. Cái phần đế dưới chắc nó còn rộng nữa các bạn ạ. Còn ở phần trên này thì nó thu dần lên, giật cấp lần dần lên. Ở trên chắc được khoảng tầm 50-60 các bạn ạ. Nhà rất là đẹp, rất là cổ nhá. Xây đúng kiểu kiến trúc thời Pháp các bạn ạ. Đấy. Wow, ở giữa nhà có một cái cây vải. Không biết chủ nhà đi đâu. À, qua hỏi người dân thì nói là không biết là của ai, chỉ biết ở đây là nhà cổ. Có lẽ là cái ông chủ nhà này có điều kiện nên là đã chuyển đi một nơi khác rồi. Có thể là đi về nơi nó có điều kiện hơn các bạn ạ. Đấy. Bạn mất tích chưa hiểu là bây giờ đi đâu. Tôi cũng chưa có thời gian để hỏi người dân ở đây, các cụ già làng trưởng bản ở đây các bạn ạ. Thế nên là chỉ biết sơ sơ vậy thôi nhá. Sẽ có một ngày tôi sẽ hỏi và sẽ có những cái thông tin kỹ hơn cho các bạn biết nhé. Đấy, đây là một cái nhà cổ rất là đẹp. Đó. À, và bây giờ tôi sẽ cho các bạn ra bên kia để ngắm toàn cảnh của làng, cái bản làng này nhé. À, thực sự là tôi rất là tiếc vì sự cố thẻ nhớ nên là tôi không quay được hết toàn cảnh cái bản làng này. À, có lẽ là video khác tôi sẽ review và quay toàn cảnh cho các bạn xem nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng tôi đi vào trong bản làng người Tày để xem các cái kiến trúc nhà sàn nơi đây như thế nào nhé các bạn nhé. Mời các bạn cùng đi theo tôi nhé. Đấy các bạn ạ. Đấy, trong làng có đường xá bê tông hết nhé. Đấy. Vườn tược này, nhà sàn rất là đẹp các bạn. Ồ, đây có mấy cái tách rất là to nha các bạn nhé. Wow, mấy cái tách này to thật đấy. Wow. Đấy, các bạn thấy có nhớ quê không? Đấy, bản làng heo hút. Wow, đây có nhà sàn đẹp không này các bạn ạ. Có cái cầu thang cong cong rất là đẹp nha các bạn nhé. Đây là nhà sàn, kiến trúc nhà sàn của người Tày ở trên Bắc Mê, là có lan can ở xung quanh nhà nhé các bạn nhé, rất là đẹp. Đấy. Đây là giới thiệu với mọi người, đây là một ngôi nhà sàn ở trong làng nhé các bạn nhé. Đấy. Rất là đẹp các bạn ạ. Đấy. Mình kết cái cầu thang này. Đấy. Cầu thang cong 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 rất là đẹp này. Đặc điểm nhà sàn người Tày là thường thường là hai trái các bạn ạ. Đấy, có hai trái ở trên này. Cao quá. Và có lan can chạy xung quanh nhà. Rất là tiện. Và có hai cầu thang nhé các bạn nhé. Một cầu thang bên này và cầu thang bên kia. Và đây có một cái ao rất là đẹp này. Đấy, đúng là vườn ao chuồng này các bạn ạ. Đấy, đây có cái ao. Và ngàn vịt làng rất là nhiều. Ủa, ao này được xây nước rất là sạch.
mời các bạn lên nhà xem trên nhà có những gì và nó như thế nào nha các bạn nhé. Đây, các bạn ạ, một cái đặc điểm rất riêng ở trên vùng cao đó là lên nhà thì chúng ta để dép ở bên dưới này nhé, để dép ở dưới cầu thang nhé các bạn nhé. Đấy, chúng ta đi lên. Đấy, rất nhiều người cứ hay đi giày dép lên là các cụ không thích đâu nha các bạn nhé. Đấy, có dép đi trên nhà này. Wow, nhà tối thế. Nhà tối quá. Đấy, đây là nhà học sinh của tôi. Nhà tối quá. Đang nấu cơm à em? Đun nước tắm á? Ở nhà không có nóng lạnh à? Đây có sàn đẹp nhỉ. Sàn này làm cao lên xong làm nhà tắm luôn đây được. Nhà em làm nhà này lâu chưa? Được mấy năm rồi? Được mười mấy năm rồi á? Ôi nhà tối đấy nhỉ? Bật điện lên này. Hôm nay trời hơi tối nhỉ? Đóng trần bằng ván này. Bố mẹ đâu hết rồi? Bố mẹ đi làm á? Ở đây có cái hành lang ra đây đẹp nhỉ? Cái hành lang nhà em là đi vòng quanh nhà hết à? Đến chỗ này thôi nhỉ? Nhiều nhà làm đi vòng quanh luôn, rất là tiện. View rất là đẹp nha, này nhìn sang bên này có một nhà sàn này các bạn. Đi sâu vào trong này còn rất là nhiều nhà nữa, rất nhiều nhà đẹp. Nhà sàn người Tày đặc điểm là chỉ như này thôi, có các di đô ngăn cách, có nhà thì đóng được các cái tường ngăn các cái ô. Hơi tối nhỉ, trời hơi tối. Bây giờ hơi muộn rồi, có lẽ mình cũng xin phép đi về thôi. Mình chỉ review qua một chút về nhà sàn ở trên cái bản này cho các bạn xem như vậy thôi nhé. Em ơi, thầy xin phép thầy đi về nhá. Mình đi về. Đây, bố mẹ em không ở nhà. Đấy, vào trong làng thì các bạn lưu ý nhá, để giày dép dưới này nhé, để giày dép dưới cầu thang nha, không nên đi lên trên đâu. Ấy con trâu, đi chăn trâu về chú. Nhà có hai con to nhỉ, có bán không chú? Không bán à? Để làm ruộng. Đấy, sơn thủy hữu tình. Nhà sàn thì ở trên cánh đồng này, còn bên dưới là dòng suối này các bạn ạ. Và có đường liên thôn các bạn ạ. Đây là đường liên thôn nha các bạn nhé. Đấy, đi cũng tương đối là tiện lợi. Đây, ô tô xe máy đi được hết các bạn ạ. Đó, đây là đúng ngã ba. Đấy, nhà em học sinh này ở đây cũng rất là đẹp. Đấy, đi. Rồi, có lẽ tôi xin phép kết thúc video tại đây thôi, bởi vì giờ cũng hơi muộn rồi, vào giờ chiều rồi. Tôi xin phép tôi đi về dưới nhà. Từ đây về nhà tôi cũng mất khoảng 4-5 cây các bạn ạ. Đấy, đây là toàn học sinh. Mấy thanh niên này không đi đá bóng à? Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.